Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02 8764 3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4 trên 68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Anh Huyền xin trân trọng kính chào quý khán giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả, mặc dù đại dịch Omicron đã gây nhiều chú ý của công luận truyền thông, thế nhưng công luận chính giới trong những ngày qua thì lại quan tâm nhiều hơn đến những hợp tác an ninh quốc phòng giữa Úc và Nhật hay là giữa Úc và Liên Âu, cũng như Hiệp định ASEP vừa được thành lập vào ngày 1 tháng 1 vừa qua. Liên quan đến đại dịch, hệ thống siêu thị Coles đã đi đầu trong việc giới hạn việc mua nhu yếu phẩm với người tiêu dùng. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ 6, ngày 7 tháng 1 năm 2022 của Vietface TV. An ninh quốc phòng. Úc Nhật đẩy mạnh hợp tác theo nhật báo The Australian, một diễn tiến rất có ý nghĩa vừa xảy ra trong quan hệ song phương trên 60 năm nay giữa nước Úc và Nhật Bản. Vì đây là lần đầu tiên mà Nhật Bản đã ký một thỏa hiệp trong sự hợp tác quân sự song phương giữa hai nước, bao gồm những cuộc tập trận chung, gia tăng khả năng hành quân chung và tiếp cận các cơ sở quân sự giữa hai nước. Đáng lẽ thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã công du Úc châu vào dịp này, nhưng vào giờ chót thì chuyến công du đã bị hủy bỏ vì sự lây lan dịch bệnh tại Úc hiện nay. Tại Nhật cũng như tại Úc và nhiều nơi khác trên thế giới, cùng cách hành xử của Bắc Kinh dưới thời Tập Cận Bình đang tạo nhiều mối quan tâm lo ngại. Ngược lại thì thỏa hiệp hợp tác giữa Tokyo và Canberra có lẽ cũng đang được Bắc Kinh nghiên cứu. Khi nhậm chức, thủ tướng Kishida đã quyết định gia tăng ngân sách quốc phòng vốn ở mức thấp 1% của tổng sản lượng GDP Ngân sách quốc phòng này đã gia tăng từ 50 tỷ lên thành 100 tỷ, tức là tương đương với 2% của GDP tại Nhật và đây là sự gia tăng lớn nhất về ngân sách quốc phòng tại Nhật từ trước đến nay. Sự tăng cường hợp tác giữa Canberra và Tokyo có thể được coi như một phần của tập hợp các nước dân chủ mà nước Mỹ đã dẫn đầu để đối phó với mối đe dọa từ các cường quốc độc tài. Đây là thỏa thuận quốc phòng lớn nhất mà Nhật Bản ký với đối tác nước ngoài trong hơn 6 thập kỷ qua nhằm gia tăng khả năng ứng phó với những diễn biến mới trong khu vực. Tờ The Australian đã dẫn lời đại sứ Nhật Bản tại Úc, ông Shingo Yamagami, cho biết thỏa thuận quốc phòng mà Nhật Bản ký với Úc Châu đã mở ra trường mới trong quan hệ giữa hai nước, khi cả hai sẽ tăng cường các cuộc tập trận chung cả về số lượng lẫn chất lượng để qua đó làm tăng khả năng tương tác giữa quân đội hai nước. Đồng thời, hai bên cũng đã thảo luận về việc tiến hành tiếp nhiên liệu trên không là một trong những hoạt động khó khăn nhất trong việc hợp tác giữa lực lượng không quân của các nước. Thỏa thuận quốc phòng giữa Nhật Bản và Úc cũng được cho là sẽ tạo điều kiện để đẩy nhanh hơn việc triển khai quân và nâng cao khả năng quân đội Úc Châu và Nhật Bản cùng phối hợp hành động. Đại sứ Shingo Yamagami cho biết, Nhật Bản đang đối mặt với một môi trường an ninh với những khó khăn ngày càng gia tăng trong khu vực như vấn đề Biển Đông, Biển Hoa Đông và khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đại sứ Shingo Yamagami khẳng định Nhật Bản và Úc đang trên cùng một con thuyền, chia sẻ các giá trị cơ bản như dân chủ, pháp quyền, tôn trọng nhân quyền và kinh tế thị trường. Quan trọng hơn, hai nước còn chia sẻ lợi ích chiến lược, và hai nước muốn tạo dựng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, vì vậy hai nước có rất nhiều việc để cùng làm với nhau. Sau khi được ký kết, đây sẽ là thỏa thuận quân sự quan trọng nhất mà Nhật Bản ký với đối tác nước ngoài kể từ năm 1960, cho phép 45.000 lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản cũng theo tờ The Australian thì ngoài thỏa thuận ký với Úc, Nhật Bản cũng đang thảo luận thỏa thuận tương tự với Anh, trong khi Pháp bày tỏ cũng muốn ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng riêng với Nhật Bản. Châu Âu cần hợp tác với nước Úc để cạnh tranh với sáng kiến BRI của Trung Quốc. Nước Úc được cho là sẽ có vai trò quan trọng đối với kế hoạch Global Gateway của Liên minh Châu Âu khi mà nước Úc đang có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Mặc dù quan hệ của Úc với Liên minh châu Âu đã phần nào bị giãn nứt sau khi Úc châu hủy bỏ hợp đồng đóng 12 chiếc tàu ngầm với một công ty của Pháp và vòng đàm phán tiếp theo về một thỏa thuận thương mại tự do FTA giữa Úc với Liên Âu vì thế đã bị tạm hoãn, nhưng các động thái gần đây đang cho thấy các quốc gia châu Âu vẫn cần sự hợp tác của Úc trong việc cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vào tháng 12 năm 2021, Liên minh châu Âu đã công bố kế hoạch Global Gateway, hay còn gọi là Cửa ngõ toàn cầu, với mục tiêu thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các nước đối tác và các quốc gia đang phát triển trên thế giới. Kế hoạch đầu tư tài chính đầy tham vọng của Liên Âu trị giá 300 tỷ euro và được thực hiện chỉ trong thời gian ngắn là 5 năm. Được cho là sẽ là giải pháp thay thế và cạnh tranh trực tiếp với sáng kiến Vành đai và Con đường, gọi tắt là BRI của Trung Quốc một dự án đầu tư có tổng giá trị rất lớn lên đến 1.500 tỷ đô la. Tuy nhiên, BRI đang bị nhiều quốc gia coi là bẫy nợ, trong đó đáng chú ý nhất là trường hợp Sri Lanka buộc phải giao quyền quản lý một cảng biển cho một công ty của Trung Quốc do nước này không thể trả khoản vay của mình. Các nhà lãnh đạo Liên Âu khẳng định, Chương trình đầu tư Global Gateway sẽ là một phiên bản hiện đại so với BRI, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực kỹ thuật số, năng lượng sạch, y tế, giáo dục và nghiên cứu. Global Gateway đặt mục tiêu là tạo ra các mối liên kết, hợp tác và phát triển chứ không nhằm mục đích tạo ra sự phụ thuộc. Để hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng của Global Gateway, dư luận cho rằng Liên Âu sẽ rất cần sự trợ giúp của các nước trong bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Do đó Úc Châu được cho là sẽ có vai trò quan trọng đối với Global Gateway khi nước này đang có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, trong khi xét về vị trí địa lý thì Liên Âu lại nằm khá xa. Trong các tuyên bố mới nhất được truyền thông Úc trích dẫn, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên Âu, ông Joseph Borrell và Ủy viên châu Âu phụ trách về hợp tác quốc tế Jutta Upilainen cho rằng, quan hệ giữa Liên Âu và Úc đang tốt đẹp và Global Gateway sẽ đưa hai bên xích lại gần nhau hơn. Đây là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng rất quan trọng và Úc đang có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án tương tự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đánh giá về triển vọng quan hệ với Liên Âu, Bộ trưởng Thương mại Dentian cho rằng Úc và Liên Âu cùng chia sẻ các giá trị chung và cam kết vững chắc đối với trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ. Trung Quốc chiếm khoảng trống chiến lược do Mỹ tạo ra, theo Washington Post. Hôm qua ngày 5 tháng 1, Ban Quản trị của Nhật báo Washington Post đã có bài bình luận quan trọng về cơ hội mà Bắc Kinh đã đạt được trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhân dịp hợp tác thỏa hiệp kinh tế khu vực gọi tắt là ASEP bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1. Washington Post là một tờ báo quan trọng tại thủ đô nước Mỹ và quan điểm của Washington Post thường có ảnh hưởng trong công luận Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Sở dĩ Washington Post có bài quan điểm là vì Washington Post coi đây là một khuyết điểm của cả hai tổng thống Mỹ là Donald Trump và Joe Biden. Thỏa hiệp hợp tác kinh tế RCEP bao gồm một vùng địa lý có 2 tỷ 300 triệu cư dân với một khả năng sản xuất kinh tế trị giá 25.800 tỷ đô la và chỉ riêng trong lĩnh vực thương mại thì có trị giá 12.700 tỷ đô la, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới. Tất nhiên, với thỏa hiệp RCEP này, 10 quốc gia thành viên tổ chức Asian cùng với 5 đối tác khác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc Châu và New Zealand sẽ giảm hạ thuế quan cho hàng hóa lẫn nhau và điều này có thể đem lại rất nhiều lợi nhuận cho Bắc Kinh trong khi nước Mỹ hoàn toàn vắng mặt. Nhắc lại là Hoa Kỳ nếu muốn vẫn có thể xin gia nhập vào thỏa hiệp ASEP, một điều mà cả hai chính phủ Donald Trump và Joe Biden đều không làm. Ngoài ra, chính ông Donald Trump cũng đã rút chân nước Mỹ ra khỏi thỏa hiệp hợp tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP-11. Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đã mở cuộc thương thuyết với 11 đối tác khác kể cả nước Úc và Việt Nam từ năm 2008 và sau nhiều năm thương thuyết cực kỳ khó khăn, thỏa hiệp TPP 12 đã được ký kết tại New Zealand vào cuối nhiệm kỳ của tổng thống Obama nên thỏa hiệp này đã không được Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn y. Ngay sau khi nhậm chức, tổng thống Donald Trump đã quyết định rút chân nước Mỹ ra khỏi hiệp định TPP 12 và do đó được coi như là một món quà mà tổng thống Donald Trump đã trao cho ông Tập Cận Bình tuy Trung Quốc chưa phải là thành viên của Thỏa hiệp TPP-11, nay được gọi là Thỏa hiệp Toàn diện và Tiến bộ, tức là CPTPP. Nhưng Trung Quốc cũng đã nộp đơn xin gia nhập, trong bối cảnh mà nước Mỹ đã vắng mặt không những đối với Thỏa hiệp ASEP mà còn đối với Thỏa hiệp CPTPP, thì Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng kinh tế trong vùng châu Á-Thái Bình Dương mà Mỹ vắng mặt. Trong khi hội đồng quản trị nhật báo Washington Post tin rằng chính sách Joe Biden cứng rắn hơn đối với chiến lược xâm lược của Bắc Kinh trong vùng, nhưng nếu muốn Mỹ tiếp tục quan hệ kinh tế song phương thì nước Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn để tạo được ảnh hưởng. Nói tóm lại, tình trạng thế thượng phong của Bắc Kinh hiện nay trong giao thương khu vực là vì lầm lỗi của chính phủ Mỹ. Tin đời sống hàng ngày, siêu thị Coles áp dụng giới hạn mua nhiều yếu phẩm Vài thời điểm này, có lẽ việc giới hạn mua nhu yếu phẩm chỉ mới được áp dụng bởi siêu thị Coles tại New South Wales. Nhưng nếu tình trạng lây lan cao độ tiếp tục, thì có lẽ việc giới hạn mua nhu yếu phẩm này sẽ được áp dụng tại hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ, cũng như tại hầu hết các siêu thị lớn nhỏ tại Úc. Bởi lý do thiếu hụt nhân viên, siêu thị Coles hôm qua đã loan báo áp dụng trở lại việc giới hạn mua một số loại nhu yếu phẩm đối với cư dân trên toàn quốc Úc Châu, ngoại trừ tiểu bang Tây Úc. Một cách cụ thể thì kể từ nay cư dân chỉ có thể mua tối đa hai phần thịt xay, hai hộp thịt gà loại ức gà và hai hộp sausage. Sự giới hạn này đã được áp dụng kể từ chiều hôm qua thứ tư, ngày 5 tháng 1. Ngoài ra, siêu thị Coles cũng đã hạn chế một người chỉ có thể mua được một bộ thử nghiệm nhanh RAT. Tuy nhiên, đây chỉ là nguyên tắc vì trong thực tế, siêu thị Coles không còn hàng để bán từ nhiều ngày qua. Tổng giám đốc siêu thị Coles nói rằng Coles cần vài tuần lễ mới có thể tái lập lại sinh hoạt như bình thường. Vị giám đốc này cũng nói rằng họ cần cho phép những nhân viên hiện đang sống cách ly có thời gian để đi thử nghiệm và chờ kết quả trước khi họ có thể trở lại làm việc. Thật ra thì vấn đề thiếu hụt nhân viên cũng đã được thủ tướng Morrison đề cập trong ngày hôm qua. Thủ tướng Morrison nói rằng chúng ta không những phải đối phó với những thách đố về y tế mà chúng ta đang phải đối phó với những thách đố về kinh tế, vì hiện có rất nhiều nhân viên làm việc trong những ngành thiết yếu đã phải tạm thời nghỉ việc vì lý do đại dịch Covid-19. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg hiện cũng đang làm việc chặt chẽ với các hệ thống siêu thị tại Úc, bao gồm cả Coles và Woolworths, cũng như các hệ thống cung ứng khác, nhằm tìm ra phương án thích hợp để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung ứng hàng hóa hiện nay. Đại dịch COVID-19 Nghỉ dịch quá lâu, một số phi công quên cách lái máy bay Tờ Sydney Morning Herald ngày hôm qua đã dẫn một biên bản nội bộ của hãng hàng không Qantas cho biết một số phi công của họ đã mắc phải những sai sót khi trở lại làm việc sau một thời gian dài nghỉ dịch COVID-19. Tuy nhiên, đây chỉ là những sai sót nhỏ. Những sai sót mà tờ Sydney Morning Herald đã kể đến bao gồm khi cất cánh mà thắng tay vẫn còn hoạt động, hoặc là phi công đã nhầm độ cao với tốc độ bay, hoặc sơ suất khi kiểm tra bên ngoài máy bay, vân vân. Biên bản cho biết, việc gián đoạn bay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đồng nghĩa với phi công sẽ có ít kinh nghiệm bay gần đây hơn. Một phát ngôn viên của Qantas cho biết, các hãng hàng không khắp thế giới đang phải nỗ lực để khôi phục hoạt động bình thường như trước đại dịch, bao gồm cả việc đưa các phi công trở lại bầu trời. Người phát ngôn trên nói thêm, "Chúng tôi đã thiết kế một chương trình khôi phục hoạt động để giải quyết thách thức chưa từng có trong ngành hàng không. Sự an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và tất cả dữ liệu cho thấy các phi công của chúng tôi đang trở lại làm việc với đầy đủ kỹ năng và sự tự tin để thực hiện công việc của họ một cách an toàn." Mick Quinn, một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn hàng không cho hay, rất khó để phi công lái thành thạo sau một thời gian dài không bay và đây là thách thức chung với các hãng hàng không trong bối cảnh đại dịch kéo dài. Ông cũng cho biết, bất chấp thách thức này, sự an toàn của hành khách vẫn được đảm bảo. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.